Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto tranh thủ đi quay cho quý vị các bạn những cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng. Vậy những ai quan tâm mẫu xe nào cứ alo cho Vũ Duy Auto thì Vũ Duy Auto sẽ báo giá rồi đưa cho video chi tiết của những chiếc xe đấy cho quý vị các bạn. Vâng, tất cả chiếc xe thì đang nằm có mặt tại Vũ Duy Auto đây. Rất là nhiều luôn ạ, cực kỳ nhiều luôn. Vâng, thế những ai quan tâm cứ alo cho em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người. Vâng, đầu tiên là phải kể đến một chiếc Mitsubishi Grandis phiên bản máy xăng 2.4 số tự động, sản xuất năm 2005, đăng ký năm 2006, màu tím thủy chung cực kỳ bắt mắt, nội ngoại thất thì hoàn hảo, không có gì phải chê trách và đã được mệnh danh là phi thuyền của mặt đất. Không gian nội thất thì cực kỳ rộng rãi, vành đúc 5 chấu nguyên bản theo xe, phanh ABS kết hợp an toàn. Vâng, nội thất thì không có gì phải bàn cãi, một chiếc xe 7 chỗ ngồi cực kỳ tiện dụng. Và giá thì cực kỳ ưu đãi, chỉ có 262 triệu đồng một chiếc xe như thế này thôi. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp. Tiếp theo đây cũng là một mẫu xe 7 chỗ ngồi, một chiếc xe được mệnh danh là nồi đồng cối đá, một chiếc xe chuyên sử dụng để chở gia đình cũng như là taxi dịch vụ thì cũng rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này khẳng định 100% không taxi, không dịch vụ, một chủ zin từ đầu, biển số Hải Phòng 16L2678. Toyota Innova bản G xịn, sản xuất năm 2006, phiên bản máy xăng 2.0, sử dụng số sàn và con này đăng ký 8 chỗ ngồi. Giá thì chỉ có 279 triệu đồng một chiếc xe, phanh ABS kết hợp an toàn, điều hòa 3 vị trí và có 3 màn hình camera, 3 màn hình giải trí nhé quý vị nhé, camera lùi full option luôn, một chiếc xe đẹp. Vâng, hãng đăng kiểm tháng 6 năm 2020. Vâng, tiếp theo đây đó là một chiếc xe cũng được mệnh danh là thương hiệu vượt mọi thời gian, một chiếc xe cực kỳ đẹp, đó là Toyota Fortuner, sản xuất năm 2013, lăn bánh rất là đẹp luôn. Chiếc xe thì được độ chế rất là nhiều và đặc biệt là chiếc xe có màu vàng cực kỳ bắt mắt, một chiếc xe màu vàng đen rất là đẹp. Và ở cửa hàng Vũ Duy Auto thì chiếc xe này chuyên để chở anh em đi tìm kiếm những con xe đẹp. Vâng, một chiếc xe đẹp. Và chiếc xe này biển 15A55408, còn giá của chiếc xe này thì cũng chỉ có 560 triệu đồng thôi. Một chiếc xe hạn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021, nội ngoại thất tuyệt vời. Và chiếc xe này tốc độ rồi cũng như là máy gầm bệ chắc nịch, không có gì phải nghiên cứu luôn. Vâng, một chiếc xe đẹp. Những ai quan tâm mà thích nổi trội thì cứ đến với em, chiếc xe này sẽ thành thuộc về quý vị các bạn. Vâng. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc Toyota Innova bản E xịn luôn, sản xuất năm 2013, máy xăng 2.0. Con này thì hôm nay con này giá 363 triệu. Hôm nay là có khách rồi. Vâng. Biển số 0721. À không không, nhầm, xin lỗi quý vị các bạn. Còn một con biển khác, còn con này thì chưa. Vâng. Toyota Innova bản E xịn, sản xuất năm 2003, phiên bản máy xăng, phanh ABS an toàn, full option luôn. Một chiếc xe đẹp, máy 2.0, cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, không có gì phải nghĩ ngợi. Và con này thì chúng em đã rút biển rồi nên về chỉ có việc sang tên đổi biển thôi, rất là nhanh. Vâng, rất là tiện lợi luôn ạ. Vâng, tiếp theo đây, đó là một chiếc xe phiên bản 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi, không gian nội thất cực kỳ hoàn hảo, chiếc xe thì gầm rất là cao, một chiếc xe rất là khỏe khoắn, thương hiệu đến từ Nhật, Mitsubishi Mitsubishi Ranger, sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 2.4, cực kỳ khỏe, máy số sàn, nhưng con này lại cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu, full option, nhập khẩu nguyên chiếc, điều hòa hai vùng. Vâng, rất là thoải mái, rộng rãi, không gian bên trong cực kỳ tuyệt vời luôn. Một chiếc xe đẹp ạ. Vâng, và tiếp theo đây, một chiếc Ford Escape, sản xuất năm 2002, phiên bản máy xăng 3.0. Này sử dụng số tự động gẩy tay trên vô lăng, một chiếc xe 5 chỗ ngồi thời thượng, phong cách thời thượng. Và chiếc xe này thì xuất xứ từ Mỹ nhá quý vị nhá, thương hiệu Mỹ luôn. Vâng, một chiếc xe mà giá chỉ có 138 triệu đồng. Vâng, một chiếc xe 138 triệu đồng mà có hẳn hai cầu điện. Vâng, hai cầu điện luôn. Một chiếc xe cực kỳ bền bỉ, máy móc hoạt động cực kỳ đầm chắc, hoạt động ổn định luôn ạ. Vâng, rất là đẹp luôn. Biển số Hải Phòng 15A08765. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc xe biển số Ninh Bình 35A10104. Một chiếc xe cũng thuộc dạng nồi đồng cối đá, đó là Toyota Innova bản G
xịn, sản xuất năm 2010, form dáng mới, kiểu dáng mới, sử dụng máy xăng 2.0 số sàn, một chiếc xe 8 chỗ ngồi mà giá chỉ có 310 triệu đồng thôi. Màu bạc cực kỳ bắt mắt, nội ngoại thất hoàn hảo, phanh ABS an toàn, full option ở bên trong. Vâng, một chiếc xe G xịn, không phải là gì thì nâng taxi dịch vụ gì quý vị ạ. Vâng, cực kỳ đẹp luôn, một chiếc xe đẹp. Vâng, tiếp theo đây, một mẫu xe 7 chỗ ngồi phiên bản cực kỳ tiết kiệm, một chiếc xe Kia Carnet sản xuất năm 2005, phiên bản máy xăng 1.6, sử dụng hộp số sàn, xe 7 chỗ ngồi, không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Đặc biệt chiếc xe này thì sử dụng vành la răng 5 chấu, độ chế cực kỳ đẹp luôn, biển số 79A14620, rút hồ sơ trong vòng một nốt nhạc. Và một chiếc xe đẹp, chỉ có 245 triệu đồng chiếc xe này thôi nhé quý vị nhé. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc J, vâng, một chiếc Toyota J phiên bản 7 chỗ ngồi, đăng ký 2014, lăn bánh, màu xanh rất là đẹp, nhưng mà con này thì cũng vừa mới bán rồi. Giá chỉ có 165 triệu đồng thôi, nhưng mà cũng đã nhanh tay có người lấy mất rồi. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc xe được mệnh danh là nồi đồng cối đá, phiên bản 5 chỗ ngồi của hãng Toyota đến từ Nhật, đó là biển Toyota Vios bản E xịn, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ mất từ 4 đến 6 lít trên 100 cây, sử dụng hộp số sàn 5 ghế. Vâng, một chiếc xe có giá 272 triệu đồng, được tích hợp rất nhiều chức năng, phanh ABS trên toàn bộ 4 bánh, full option, một chiếc xe biển 17A15713. Vâng, cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời luôn, một chiếc xe quá là ok, không có gì phải nghĩ ngợi cả. Vâng. Vâng, tiếp theo đây, đó là một chiếc xe thương hiệu rất là lâu rồi, một chiếc xe của Honda, nâng độ lên gọi là Honda Acura. Vâng, con xe này thì đợt trước em đã giới thiệu rồi và đã bán rồi, nhưng mà hiện nay đang trong quá trình rút hồ sơ, không vấn đề gì, cứ đợi. Vâng, một chiếc xe chỉ đợi về với chủ nữa thôi. Vâng. Vâng, tiếp theo đây vẫn là Honda. Vâng, Honda Accord. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, sản xuất năm 2007, phiên bản máy xăng 2.4, một chiếc xe cực kỳ khỏe khoắn, sử dụng động cơ turbo. Vâng, con này thì được độ chế lên rất là nhiều, ví dụ như ở khoang máy thì có độ chế thêm cả ràng chống xoắn, rất là khỏe, đi đầm chắc cực kỳ, gầm thì thấp, trường xe. Và một chiếc xe mẫu sedan C xăng D cực kỳ đẹp, con này thì có cả cửa sổ trời, nội thất thì màu đen chỉ đỏ đan dạng 3D cực kỳ đẹp, xi nhan kết hợp trên tay gương kính cụp xòe, lốp cực kỳ mới, vành nguyên bản theo xe 7 chấu của Honda Accord. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp, giá thì cũng rất là đẹp luôn, 379 triệu đồng một chiếc xe như thế này, quá tuyệt vời, quá là đẹp luôn. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc Nissan Terna phiên bản full option, một chiếc xe sedan hạng D ở cửa hàng nhà em. Vâng, Nissan Terna sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 2.0. Con này sử dụng hộp số tự động, 5 ghế ngồi, và con này có hẳn 3 màn hình giải trí, máy móc thì hoạt động đầm chắc, lốp còn rất là mới, khả năng bám đường cực kỳ tốt, dáng thì thấp nên là rất trường xe, đi thì cực kỳ đầm chắc. Xi nhan kết hợp trên tay gương kính cụp xòe, ghế điều chỉnh điện nha quý vị nhá, cực kỳ hay luôn. Và một chiếc xe này thì giá thì cực kỳ rẻ, chỉ có 385 triệu đồng thôi. Vâng, 385 triệu đồng một chiếc xe Nissan Terna đến từ Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc, biển số 98A09249, cực kỳ đẹp, một chiếc xe tuyệt vời, màu đen cực kỳ bắt mắt. Vâng, con này dáng rất trường xe luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức. Vâng, một chiếc xe đến từ nước Đức, Mercedes C200 Compressor. Compressor nghĩa rằng tua bin tăng áp, một chiếc xe sử dụng động cơ tua bin tăng áp nên là rất là khỏe, nhưng động cơ chỉ sử dụng là máy xăng 1.8 AT số tự động luôn, nên là rất tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà lại cực kỳ khỏe, cực kỳ đầm chắc. Một chiếc xe chạy trên cao tốc 140 không có hề hấn gì, êm du như là đi đứng yên. Vâng, chạy cực kỳ êm luôn. Ở nhà em có những chuyên gia mà chuyên đi mua bán những cái loại này, nên là những chiếc xe này thì quý vị các bạn cực kỳ yên tâm về chất lượng của những chiếc xe này. Sử dụng vành la răng 5 chấu nguyên bản theo xe và có logo trên vành. Phanh đĩa trên cả 4 bánh an toàn, phanh chống trơn, chống trượt. Và xong rồi hệ cân bằng ổn định rồi, chiếc xe này rất nhiều chức năng tuyệt vời. Con này tuy là đời 2007 nhưng mà đã sử dụng đèn bi xê lông
đời cực kỳ hoành tráng luôn. Một chiếc xe mà nội thất thì hoàn hảo, full option luôn, bản đủ nhất. Vâng, con này là bản đủ nhất, nội thất thì hoàn hảo, máy chất và gầm bệ thì cực kỳ chắc nịch, biển số Hà Nội luôn. Nên những ai mà ở Hà Nội mà lấy chiếc xe này thì không mất 20 triệu tiền biển, cực kỳ tiện lợi. Mà giá thì chỉ có 379 triệu đồng thôi. Một chiếc xế hạng sang luôn nhé quý vị nhé, cực kỳ đẹp luôn. Một chiếc xe hạng sang, cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 2.0, 8 chỗ ngồi, nguyên bản theo xe, bản G sĩ luôn, biển số 43A128825. Con xe này thì ở bên cửa hàng chúng em cũng mới về nên là chưa báo giá, nhưng chắc chắn chỉ có hơn 300 triệu một tí đi. Vâng, rất là đẹp luôn quý vị. Những ai quan tâm cứ liên hệ với em, sẽ có báo giá tốt nhất cho mọi người. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc Chevrolet Vivan sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 2.0, số tự động. Con này là sử dụng số tự động. Đặc biệt một chiếc xe nhỏ gọn như này nhưng lại là chiếc xe đăng ký 7 chỗ ngồi, cực kỳ tiện dụng luôn. 7 chỗ ngồi đi lại gì cực kỳ thuận tiện. Máy xăng 2.0 cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu luôn. Và chiếc xe thì rất là khỏe. Con này thì chúng em đã rút biển rồi nên là chỉ có việc mang về đăng ký thôi, cực kỳ tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có hơn 100, con này chính xác luôn, 192 triệu đồng một chiếc xe như thế này. 192 triệu đồng một chiếc xe trông rất là mới mẻ luôn. Và tiếp theo đây, một chiếc xe biển số Quảng Ninh 14A17655, một chiếc Ford Escape sản xuất năm 2005. Vâng, phiên bản máy xăng, sử dụng hộp số tự động gẩy tay trên vô lăng, máy xăng 2.3, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này là thuộc dòng tiết kiệm nhiên liệu nhất của dòng Ford Escape. Vâng, sử dụng đèn cực kỳ sáng, chủ nhân cũ thì giữ gìn rất là cẩn thận nên là xe rất là đẹp luôn. Dáng xe thì tuyệt vời, một chiếc xe SUV thời kỳ đầu. Vâng, có gắn sẵn giá chở đồ trên chiếc xe. Và giá chiếc xe này thì cũng rất là rẻ thôi, chỉ có, vâng, 198 triệu đồng một chiếc xe như thế này thôi. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây, một chiếc Toyota Camry, một xế sang phân khúc hạng D. Toyota Camry phiên bản máy xăng 3.0, số tự động, cực kỳ đẹp, biển số 30A50558. Một chiếc xe biển Hà Nội chất luôn ạ. Màu vàng, gọi là màu hường, màu hường, cực kỳ tuyệt vời. Xi nhan kết hợp trên gai gương là giải đèn led đã được độ chế. Còn vành đúc nguyên bản theo xe 8 chấu. Vâng, một chiếc xe đẹp, dáng rất là trường, đi thì cực kỳ êm, cực kỳ chất lượng luôn. Một chiếc xe đẹp. Vâng, tiếp theo đây, đó là một chiếc xe Hyundai i10. Vâng, biển số 79A06637. Một chiếc xe, con này thì được đề nổ tắt tốp bóng khí, tư nhân chính chủ nguyên zin luôn. Và chiếc xe chỉ có 268 triệu đồng thôi. Một chiếc xe đẹp. Vâng, tiếp theo một chiếc Kia Carnival. Một chiếc, con này thì đã bán rồi, giới thiệu quý vị hôm trước rồi, nhưng mà đã bán rồi. Vâng, một chiếc tiếp theo đây, một chiếc Kia Rio. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì chỉ mất từ 4,5 đến 6 lít trên 100 cây và giá chỉ có 358 triệu đồng. Vâng, biển số 19A14267. Rất là tiện lợi luôn. Vâng, đây cũng là một mẫu Innova bản G xịn nhà em, giá có 280 triệu đồng thôi, rất là đẹp. Vâng, bên này thì có một mẫu Kia Cerato biển Hà Nội 30X6769. Vâng, Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 1.6, tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng hộp số tự động, phanh ABS trên toàn bộ 4 bánh, cực kỳ an toàn, nội thất hoàn hảo, cửa sổ trời lãng mạn màu đỏ, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ tuyệt vời luôn. Giá thì quá rẻ, chỉ có 325 triệu đồng thôi, một chiếc xe Kia Cerato đẹp tuyệt vời luôn. Vâng, tiếp theo đây, một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.0, con này thì tuyệt vời luôn, giá thì chỉ có 305 triệu đồng thôi, nội ngoại thất hoàn hảo. Một chiếc xe biển 36A05326, rất là đẹp. Vâng, bên này cũng một mẫu Kia Morning sản xuất năm 2014, biển Hà Nội 29D30439, con này thì cũng đã nghiên cứu rồi, nên là những ai quan tâm cứ alo cho em, sẽ có báo giá chi tiết và báo giá chính xác cho chiếc xe này. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc xe D
Deugantra sản xuất năm 2011 ra. Con này thì một chủ zin từ đầu luôn, zin cả xe, một chiếc xe sử dụng số sàn 1.6, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, giá thì chỉ có 183 triệu đồng thôi. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ rẻ luôn. Vâng. Vành đã được độ chế, vành nan hoa 5 chấu nguyên bản. Mọi người nhìn cực kỳ đẹp luôn, một chiếc xe đẹp. Vâng, tiếp theo đây một chiếc xe thương cực kỳ bền, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ hiệu quả. Một chiếc con này Hyundai i10 biển số 89A01858. Hyundai i10 sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 1.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu thụ từ 4 đến 5,5 lít trên 100 cây. Nội ngoại thất hoàn hảo, ngoại thất màu bạc cực kỳ bắt mắt, đã được độ chế đèn gầm rất là ok. Chiếc xe thì nguyên zin chính chủ luôn, chỉ chủ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe sử dụng cực kỳ là ok. Vâng, tiếp theo đây một chiếc Deugantra sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng 1.6 số sàn, phiên bản 5 chỗ ngồi. Con này thì giá thì chỉ có 159 triệu đồng thôi. Máy chất gầm bệ chắc lịch, biển 19A19393. Vâng, cực kỳ đẹp. Và chiếc xe này hạn đăng kiểm thì siêu siêu dài đến tháng 3 năm 2021. Vâng, vâng. Vâng, tiếp theo đây một chiếc xe 7 chỗ ngồi thương hiệu đến từ Nhật Bản, Nissan Grand Livina, phiên bản sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.8. Con này thì giá thì cực kỳ rẻ, màu thì cực kỳ đẹp, và biển số 99A32524. Giá chỉ có 239 triệu đồng thôi. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, đã gắn sẵn giá nóc, chủ nhân cũ thì cực sử dụng cực kỳ giữ gìn. Con này đã được độ chế đèn bi gầm cực kỳ đẹp luôn. Nội ngoại thất thì hoàn hảo, không có gì phải chê trách cả. Vâng. Và ngày mai thì em sẽ giới thiệu chiều nay giới thiệu chi tiết cho mọi người chiếc xe này để cho mọi người xem và cảm nhận. Vâng, tiếp theo đây một chiếc Kia Morning phiên bản màu vàng chói lọi luôn. Đến từ cửa hàng chúng em, Kia Morning 2010 phiên bản máy xăng 1.0, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này xe tư nhân zin chính chủ luôn. Sử dụng vành đúc 5 chấu lan hoa cực kỳ đẹp, và phanh đĩa trên 4 bánh rất là an toàn, cực kỳ ok. Một chiếc xe đẹp mà giá thì cực kỳ rẻ, chỉ 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng một chiếc xe phiên bản máy xăng số sàn, nội ngoại thất thì đẹp tuyệt vời. 135 triệu đồng nhá quý vị nhá, cực kỳ rẻ luôn. Nội thất đẹp và rất là đẹp luôn. Vâng, vừa rồi thì Vũ Duy Auto cũng đã giới thiệu sơ qua chi tiết những chiếc xe mà đang có mặt tại cửa hàng Vũ Duy Auto tại cảng Vật Cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Vậy những ai quan tâm thì cứ alo cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Em rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn, và rất vui khi quý vị và các bạn chọn lựa cho mình được những chiếc xe ưng ý nhất. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ, tối hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Xin chào, tạm biệt.